Em chào các bác nhé, lại là em đây. Hôm nay thì em vẫn đi lấy cây thuốc về để nấu cao các bạn ạ. Em vẫn đi lấy cây thuốc về để nấu cao, nên là hôm nay thì em đi vào núi đá lấy thì lấy cây đây. Lấy cái này. Đây. Đây là cây đu đủ rừng, hay gọi là cây thông thảo. Đây ạ, đu đủ rừng này. Đây. Đây. Lá nó này. À, cây đu đủ rừng ấy thì để mà lấy cây này, em vừa chặt cây ở bên này. Thì cây đu đủ rừng để lấy cây nó tốt thì phải lấy cây ở núi đá. Còn nếu mà đắp ấy, mỗi lần em hay đi lấy về đắp ấy thì em lấy ở núi đồi đắp thì được. Nhưng mà còn cái này dùng để nấu và để uống ấy này. Đây em vừa lấy được một cây. Trong là giống này, em muốn lấy cái bé thôi. À, về nấu cao đây này. Mang về để nấu cao ấy thì em lấy cả lá với lại cả thân của nó để kết hợp thôi. Một nồi cao thì mình muối vị thuốc mình cho một ít thôi. Nhưng mà không thể thiếu được cây đu đủ rừng với lại cái lá của đu đủ rừng. Cái lá đu đủ rừng này nó rất là to này các bạn. Ê, rất là nhiều lá. Em thì hay về lấy cái này, lấy lá của cây này về để bó xương cho mọi người ấy, như xương khớp để em bó cho mọi người. Còn hôm nay thì em vào đây lấy thì đây, lấy cái này về để nấu cao thôi. Còn đây là dây đau xương. Cái dây đau xương này mình nấu cao thì mình có thể lấy những cái dây bé này, dây non này. Còn nếu mà uống thì mình phải lấy cái dây già nhé các bác nhé. Đấy, đấy là cái cây cái thuốc mà em nấu cao thì hôm nay em lấy thì em chỉ chia sẻ cho các bạn. Cái đu đủ rừng thì em chia sẻ suốt rồi, chia sẻ suốt với các bạn rồi. Nên là hôm nay thì em ở đây thì em thấy một cây thuốc nó cần cánh mà nó rất là hay thì em chia sẻ luôn cho các bác. Hầu như là em chưa chia sẻ cái thuốc này cho các bác bao giờ. Đây các bác nhìn thấy cái gì chưa? Đây ạ. Đây. Đây tiếng Tày gọi là cây ỏi ưởng. Tiếng Tày bọn em gọi là cây ỏi ưởng, còn tiếng đông y thì nó gọi là mía giò. Đây cây mía giò này các bạn. Mía giò này là một trong những cái vị thuốc rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời trong bài thuốc thận phù thúng. Thận ấy bị phù thúng mà bị người bị phù lên mà do nước ấy. Này là dùng cái thận này, cái thuốc là dùng cây mía giò này. Bộ phận dùng của nó này. Lá thì dùng trong bài thuốc khác thì nó sẽ giới thiệu thuốc khác. Đây, dùng cái thân của nó này. Cái củ của nó này, rửa sạch đi, thái ra. Có thể dùng tươi và dùng khô. Kết hợp với lại những cái bài thuốc thận để chữa trong bài thuốc thận, sỏi thận và phù thận, phù gan. Nói chung là những nó có tác dụng là làm sổ. Có nghĩa là làm cho mình cái nước mà mình ứ đọng ở trong người nó sẽ khi uống cây này vào một thời gian thì nó sẽ không bị ứ nữa, không bị tắc ứ nữa. Dạ, đây là cây mía giò, các bạn quan sát cho kỹ nhé. Đây. Rất là mềm mà rất là đẹp. Cây mía giò thì nó có hai loại, một loại nó rất là to, nhưng mà loại kia thì nó chỉ mọc ở khe suối, núi đồi. À, loại kia thì em không dùng nhé, các bác dùng hay không thì em không biết, nhưng loại kia em không dùng. Em chỉ dùng cái loại này, này. Tại vì loại kia nó trắng bốp luôn, còn loại này thì nó có tím, cái non nó không tím. Khi nó già thì nó sẽ tím tím như này, đấy các bạn, em chỉ dùng cái loại này. Trong bài thuốc thận của em thì em sẽ dùng cây mía giò ở trong núi đá. Còn các bác dùng ở núi đồi thì em thấy nó to đùng à, những cây đấy em không dùng. Tại vì là cây này nó có hai cây, một cây nó trắng, một cây là nó hồng hồng như này. Thì cây hồng như này nó sẽ tốt hơn. Đó, dùng trong bài thuốc thận thì đây, dùng cả cái bộ phận bên dưới của nó, cả cây củ của nó. Các bạn có thể tào cái củ của nó lên và mang về rửa sạch đi. Này, củ nó trắng, đẹp. Cây này nó không thơm đâu, nó như họ hàng của sa nhân thôi, nó bình thường thôi. Còn cái lá của nó dùng trong bài thuốc gì ạ? Đi lấy cái lá của nó, các bạn sẽ tuốt lấy cái lá của nó như này. Về và các bạn sẽ tuốt cái lá của nó như này. Về các bạn cũng vẫn rửa sạch đi ạ. Ở đó các bạn kết hợp với cây cây thầu dầu tía này. Cái thầu dầu tía này cái gì nữa là để đắp chí á. Để đắp chí ấy, bệnh chí ấy. Các bạn nghiền ra xong các bạn đắp, hoặc là các bạn dùng này các bạn thái các bạn đắp bị chí nội ấy. À bị chí ngoại ấy. Mà khi mà các bạn bị lòi rom thì các bạn dùng cái này để đắp. Nó rất là mát. Cái lá của nó nhé, công dụng cái lá của nó, cái thân nó thì có thể uống được. Nó không sao cả, uống rất là tốt. Nhưng mà mía giò thì em chỉ dùng cái cây này thôi, cây ở núi đá thôi. Còn các bạn dùng cây núi đồi thì em không biết đâu. Cây mà các bạn gửi cho em thì em thấy to đùng à. Đùng em ở cây ở kia có nhiều nhưng em không dùng. Đây các bạn.
là cái mía gò nhá, đây coi, nhưng mà em chưa lấy đâu, nay em còn chưa lấy, nay em chỉ đi lấy cái thuốc về nấu cao xương khớp thôi, thì chút nữa em còn phải đi lấy nữa chứ không phải lấy mỗi hai cây này đâu. Tiện vào rừng thì lấy thì sẽ phải lấy khá nhiều cây. Trong bài cao xương khớp của em thì có rất là nhiều cái thuốc các bạn, phải lấy khá nhiều cái thuốc, nhưng mà những cây nào mình ở gần thì mình lấy được thì mình lấy cả mấy ngày thì còn chưa ấy, còn chưa xong. Bạn nhớ ra cái gì không? Cái hôm nọ em giới thiệu cho các bạn này, này. Cái này cũng là cái thuốc này, đắp kiểu như bị zona thần kinh. Đấy, dùng cái này đắp này. Đây là ngũ sa bì chân chim này các bạn. Đấy, mọc ra từ đá này. Đấy, ngũ sa bì chân chim. Ở cái đôi đá này có rất là nhiều ngũ sa bì chân chim. Lấy về để ấy. Đây thì đây là giảo cổ lam. Nhưng mà giảo cổ lam này là giảo cổ lam để ăn thôi các bạn ạ. À, giảo cổ lam này là để ăn thôi, không phải là giảo cổ lam để uống đâu. Cái đu rừng này già lắm rồi nhá, em lấy suốt rồi ấy. Em lấy từ thời xưa em lấy rồi đấy. Toàn những cây thuốc mà em hay đi, em hay dành thời gian để em đi lấy, thì nó ở gần ấy, thì lâu lâu thì em đi lấy, em chỉ để khai thác cái kiểu như là mình lúc nào mình cần thì mình vào mình lấy nó một ít ấy, chứ không phải lấy hết đâu, lấy hết là không còn đấy các bạn. Cây này thì người ta hay chặt về cho châu ăn, người ta không biết làm thuốc hay chặt về cho châu ăn này. Ở bên này cũng có một cây này. cây này nó thuộc dạng ngọn đỏ, không phải là ngọn trắng, nó khác, ngọn trắng nó dùng nó rất tốt lắm. Cái này, cái thông thảo này, cái đu đủ rừng này. Còn cái ở trước mặt em này, cái này mụn nhọt đấy này, các bạn bị mụn này, lấy cái này về đắp này. Cái này thì cây bơ hốc, gọi là cây bơ hốc, không biết nói tiếng Kinh đâu. Rất là nhiều cây thôi, xung quanh em toàn cây thuốc hết. Núi đá này, đây có một bạn rất là xinh đáng yêu đây này. Đây, các bạn nhận ra củ gì không? Một củ bình vôi trắng các bạn nhé, không phải bình vôi đỏ. Bình vôi đỏ thì em không có ở đây, bình vôi đỏ có ở trong kia. Riêng cái bình vôi đỏ là các bạn, cái lá của nó đã đỏ rồi, cái này là bình vôi trắng rồi. Cái này làm thuốc ăn thần và thuốc động kinh thôi, còn không có tác dụng chữa thuốc cái đâu, thuốc dạ dày thôi. Và thôi em chào các bạn nhé, tại vì là cũng bây giờ thì cũng buổi chiều rồi các bạn ạ. Bây giờ thì cũng là buổi chiều rồi, bây giờ 4 giờ hơn đấy, 5 giờ rồi, thì em còn phải đi lấy mấy cái loại thuốc nữa, thế nên là chỉ chia sẻ với các bạn một chút vậy thôi. Thì em lại phải đi lấy, đeo bao tay và buộc cái thuốc này vào và đi lấy thuốc rồi. Chia sẻ cho bạn cái bí giò thôi. Bạn nào mà dùng trong bài thuốc thận thì các bạn mang về dùng được, nhưng mà không dùng độc vị. Riêng cây này không dùng độc vị, cây này phải kết hợp với cây thuốc khác. Cây này có thể kết hợp với cây mộc thông được. Dùng trong bài thuốc thận, chữa thận. Thôi em chào các bạn nhé.